Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? À, không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô. Tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng. Thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ? Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì? Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy? Dạ vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Ừ, nanh heo là bùa mà. Ồ, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Thôi, nhưng mà con, nhưng mà thầy, ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình ấy, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi giời ơi, người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. À. Ôi giời hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cái ốc là ố mà, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngài nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Úi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé, tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hơn. Thầy nói thế à, ngải nói là có thật à thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may,
may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong mấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con cũng biết thân biết phận của con, nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rớt rớt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con thì con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liền liền nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con mới trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy, nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn bị đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên thì con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Đấy. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời. Thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì à thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ? Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vạnh như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì? Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vằn mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À, nó ruồi ấy hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Ồ, thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không?
Ôi giời ơi, thầy bói hay quá, giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy, thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nằm mà lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Thế này không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ngại cái không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Úi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì sao? Vẫn rốt gì mà rốt lắm, thì lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng vâng, vậy để con lấy nhớ này. Vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ nhá, cô về đấy càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ, bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đó đắt tiền, quá tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Dạ vâng, vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Mày con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết, chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về, tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra, nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bị mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui, giả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dai away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Dạ, thầy đây có phải là Master Thạch Cao chuyên về bùa ngải không ạ? Z. Dạ. Master Thạch Cao, chuyên gia bùa ngải, thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi vậy thì con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? À. Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. À, thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Xong này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn.
À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó chạy bỏ mẹ nó rồi, có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai à, dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Cái sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi? Kiếm đâu nữa mà gác. Ủa sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. Không biết là sao mà con, cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế bây giờ để xem. Thế vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó như vậy. Vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Ê, ngồi chờ tôi, nhanh thôi. Cái này, đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về, giờ về đã cắt đôi ra. Yeah. Nhá, rồi đeo vào. Dạ, đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà. Nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào. Đấy. Rồi chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này. Đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vị chua loét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy ấy, thầy dặn con là đeo cái đá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ
dạ vâng. Anh Giai, xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế? Anh! Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy. Để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào lách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi sự thật mà nói, trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà nhờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau như vậy. Thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng lên từ trước anh hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người đi, các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Bói với toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào mà nó coi mình coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng, mấy tuần nay toàn mì gói không quá. Lại còn. Ôi giời ơi. Chào Cúc. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Tại vậy mà kêu mon cher? Tại vì cơ thể nó vững chắc, cứ tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào, mời vào. À này nhá, trời ơi, cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cô bói. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ, lẻ là út nhiều lắm. Đây đây, bốn cái qua đờ đấy. Đây đây, đây. Cảm ơn cô nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà độ rồi đấy. Tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai, con lạy bà ở trên ngàn. Thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê. Con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. À, búp coi bói đấy à. Trời đã, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi bút kín là 6 tháng rồi. Không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. Thôi được rồi. Em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. Thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô đắt khách quá cô ha. Mà đảm biết không, trời ơi, bận vô cùng lắm. Sao bây giờ mà đảm hôm nay vô làm cái gì đây? Mà đảm đừng có nói nha. Mà đảm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Dạ, nhá. Cô cho mượn cái phone chút xíu. Mà đảm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây, vâng. Ê, dân sĩ.
không kêu vậy cô? Ở iPhone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không không dạ. Nói, cái phone này là phone đặc biệt. Cái này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế nhá. Thôi thôi bỏ nhá. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Bây giờ này, tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhá. Hôm nay có phải là madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. Không, gia đạo tôi trên thượng dưới quà. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì. Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ, với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết là khổ thế. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. Á, quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta, khi mà tôi ra đường, người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta dồn quẹo ở đây, đụng xe râm 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 râm, tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Hôm nào mà madam ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Út ơi trời chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, nói chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha. Cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy, là tôi làm nghề cứu đời. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì, chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều, phước nhiều hả? Cái gì? Cứng nhiều, phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Đấy. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Dành đâu vậy? Bây giờ cho em gửi tiền cốt ha. Đấy. Tôi giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời. Tôi không có dạ, dạ. Dạ, đây Lộc Thành, dạ, tổ nghiệp, dạ, con Lộc Thành của con, dạ, dạ, tổ dạ. Tổ rồi thôi, dạ. Con hưởng tí lộc thừa thôi. Đấy, dạ, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nha. Nam tả nữ hiếu, nam hiếu hiếu. Dạ, dạ, đây, 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 đây nha. Sao thế này? Dạ, sao cô? Hết hồn ở dưới cô. Trời đất ơi. Dạ. Mà đàm nghe tôi nói nha. Sao cô? Thế giới này chỉ có 3 người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á, dạ, là Từ Hy Thái Hậu. Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Ừ. Người thứ nhì đấy, dạ, là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bà này xử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu vợ của Vua Bảo Đại. Thì cứ nói chung là vợ của các ông to cả. Dạ, nào cũng được, dạ, dạ, ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Oh, dạ. Ừ. Oh, còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai của ông, ai? Chính là bàn tay của madam. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Thôi xem. Dạ. Cứ mỗi lần mà madam thêm, dạ, dạ đây. Mỗi lần madam vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, cũng tổ già, dạ, cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. Trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp quá. Dạ, bởi vậy em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Em sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nói gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nó lớn. Ừ. Cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em có cọc cằn thô lỗ bao giờ đâu? Không, không, không. Trời ơi, dạ. Nói gì mà la nó lớn. Ờ, nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc thằng kép em á hả? Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Bút với ai đúng ai sai? Thằng chồng đúng hả? À, không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá. Thằng kép em có mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa tay tôi coi tiếp cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Lindersang, Đường gì, đường gì, đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi là học chương trình Tây.
học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đấy. À? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À, dạ. Trời ơi, cái đường ly đường xăng tức là cái đường may mắn. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Thèo, thèo mới hút mỡ xong. Trời ơi, kỳ quá. Kỳ. Hèn chi, bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường ly đường xăng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của ma đà. Trời, cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà ma đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ma nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi tò tí te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đấy. Hay quá, sẽ tưởng tượng rồi. Nhưng mà làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ lòng thành của con. Cô biết hôm mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Sao? Chỉ nói chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng ghép em một hột xoàn 3 carat. 3 carat? Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung, nó còn hát: bàn tay nắm ngón em vẫn kêu xa. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm bây vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Thôi nha, bây giờ khí sắc là thông lắm rồi nhá. Phú quý giàu sang lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào nghẹt tôi thông hết cho. Nhá. Bây giờ hẹn cô Út qua tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. Trời ơi. Bye Út ha. Tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô Út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào, mời vào coi mặt bói chứ. Mặt ta giờ hôn mẹ. Mời vào, mời vào, mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nha, trời ơi. Này, hôm nay bà đỏ mắt khách quá. Này, bây giờ ngồi ngồi yên nhé. Dạ. Để cho Út nói. Dạ. Út nói sai Út bỏ nghề ngay. Gì hả thiếu? Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với Út nha, cô đang đau khổ lắm Út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam, cô có thương một người, rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi xỏ lỗ tai. Cái bị khát sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út đó nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn hôm nào không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngu ngoa ngu ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng men lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác.
Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì. Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à? À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao Út? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út. Đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ phải Út nha. Dạ, đấy. Dạ. Kiếm nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này, ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên nè. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không, có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à? Trời ơi Út, hay dễ sợ, hay dễ sợ. Thôi bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hữu. Dạ. Nam tả nữ hữu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à chắc thuộc về ba dọi thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài không? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô Út? Trời ơi, Madame. Tính đi chạy tới gọi Madame tới đây đây này. Gì, cô đang moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đây nhá, tự dưng Út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Xăng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường Linh Đờ Cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú xét ái tình thì người ta gọi là l'amour superien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, dành đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Phúc này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à. Tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả? I'm sorry. Sí. Go, 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 go. Con lại hôm nay con...